đôi khi là mọi người đi đâu đó mọi người tham khảo mà mình thấy mức giá nó chênh lệch nhiều quá, mình nắm rõ được cái lý do nguyên nhân khi một bộ bàn ghế K3 ra tại sao có nhiều mức giá đến như vậy. Báo giá bộ K3 nguyên khối, rất là nhiều anh chị đang quan tâm và đang đi tìm cho mình một bộ K3 với một mức giá nó vừa túi tiền, trang trí phòng ăn hay là phòng khách để đón những vị khách tuyệt vời nữa nha. Nhưng mà mình không biết lựa chọn dòng gỗ nào với số tiền bao nhiêu để cân đối nó phù hợp với túi tiền của mình. Thì ngày hôm nay em Hoàng xin chia sẻ mọi người một chút xíu những cái kinh nghiệm để khi mọi người đi lựa chọn những sản phẩm đồ gỗ nguyên khối nó rất phù hợp và hàng nó vẫn rất là chất lượng. Thì bộ này là bộ em Hoàng vừa mới hoàn thiện xong của một quý khách hàng ở ngoài Phú Thọ. Anh ấy cũng là một người khách hàng đã mua bên em rất là nhiều và chỉ mua qua kênh online như thế này, cũng như giống như tất cả quý chị mình đang xem video và đã theo dõi bên em một thời gian và đã mua bên em những sản phẩm khác rồi. Và đây là bộ thứ rất là nhiều rồi. Và để mà mọi người lựa chọn được một bộ K3 làm thế nào cho nó phù hợp với tài chính của mình ấy, thì trước đầu tiên là anh chị mong muốn là bộ K3 là bằng chất liệu gỗ gì, và điều thứ hai là mong muốn là bộ K3 nó có kích thước bao nhiêu, nó có phù hợp với cái phòng của mọi người hay không. Đặc biệt nữa là mọi người mong muốn một bộ K3 tầm bao nhiêu tiền. Quay đầu trở lại, ví dụ anh chị mình muốn một bộ K3 dưới 30 triệu thì sẽ có những dòng gỗ gì và kích thước bao nhiêu, hoặc là anh chị mình có nhiều tài chính hơn, muốn đầu tư nhiều hơn một bộ K3 khoảng 50 triệu hay là 100 triệu, hơn 100 triệu thì nó sẽ có những cái dòng gỗ khác và kích thước lớn hơn chẳng hạn. Thì ở đây em Hoàng vừa mới làm xong bộ này thì để cho mọi người tham khảo với mức giá và kích thước thực tế. Thì bộ này em Hoàng vừa mới làm cho anh Sơn ở ngoài Phú Thọ, thì kích thước là dài là 2m1 và chiều rộng của mét 3 là 80 phân, chiều dày là 12 phân và băng ghế là rộng là 40 phân và dày 10 hoặc là dày 12. Và bộ này thì em bán cho anh ấy chỉ với mức giá dưới 30 triệu, mọi người nhá, chính xác là tầm khoảng chừng là 28 triệu. Đặc biệt là bộ này thì nó không phải là những tấm ôm tim ôm tâm, ví dụ như là mọi người có thể thấy là những cái đầu gỗ có những cái đường vân hình chữ C như thế này là từ những cái tấm gỗ ở vị trí bề kê bia hoặc là tấm bia, những tấm gọi là nó chất lượng nhất trong một khúc cây gỗ khi mà mình xảy ra. Vẫn là một bộ này, nếu như mà mọi người mua ngoài thị trường đâu đó có thể là người ta báo mọi người là 40 triệu hoặc là 45 triệu thì cũng sẽ có mọi người nha. Có những đường vân nu thì giá trị những tấm gỗ nó sẽ cao hơn và mức giá nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Đôi khi là mọi người đi đâu đó mọi người tham khảo mà mình thấy mức giá nó chênh lệch nhiều quá mà chưa nắm rõ được cái lý do nguyên nhân khi một bộ bàn ghế K3 ra tại sao có nhiều mức giá đến như vậy. Thì em Hoàng chia sẻ một chút xíu là về, thứ nhất là về vân gỗ này, thứ hai là về tấm gỗ là tấm tim hay là tấm kè bìa hay là tấm bìa mọi người nha. Vẫn là một kích thước như thế này, nhưng bộ này có thể người ta bán cho mọi người là 40 triệu chẳng hạn, hay là có thể người ta bán cho mọi người là khoảng 25 triệu hay là 20 triệu thôi thì vẫn có. Lý do thì ví dụ rẻ hơn thì những tấm gỗ thì nó sẽ có những phần lỗi nhiều hơn, hay là hầu như là những cái vấn đề mà gỗ nứt hay là những cái mắt gỗ hay là những cái đường nứt nhỏ nhỏ thì hầu như tấm gỗ nào cũng có rồi. Quan trọng nhất là tấm nhiều hay là ít thì nó sẽ định giá được cái mức giá của bộ bàn ghế của mọi người nha. Cho nên là vì vậy nếu mà mọi người muốn bộ bàn ghế kích thước bao nhiêu thì có thể là comment ở phần phía dưới để em Hoàng sẽ tư vấn mọi người kỹ càng hơn. Ví dụ anh chị mình muốn một bộ K3 tầm khoảng 50 triệu đúng không? Và muốn một bộ nó chất lượng thì nó sẽ có những kích thước như thế nào? Hoặc là anh chị mình muốn là một bộ nó to với một mức giá rẻ thì nó sẽ có những loại gỗ gì? Khi mọi người muốn đặt thì mọi người phải đo thử là cái phòng bếp của mình, phòng ăn ngủ nhà mình hoặc là cái phòng khách của mình ấy kích thước bao nhiêu, thì cứ gửi cho em Hoàng để tư vấn mọi người kỹ càng hơn và báo cho mọi người một cái mức giá nó cụ thể hơn nha. Còn đằng này bộ này thì em Hoàng báo mọi người một mức giá gọi là chung chung thôi để mọi người tham khảo nắm bắt được là với tầm kích thước này thì với mức giá đó thôi. Nếu anh chị nào mà đang thắc mắc gì nữa về những bộ K3 như thế này thì hãy comment cho em Hoàng ở phía dưới nha. Cảm ơn tất cả mọi người, hẹn mọi người vào những video tiếp theo. Xin chào.